Kính thưa quý vị và các bạn, vì yêu mà Ngài đành chết thay thế con, đời con nay giờ đây có Cha đi cùng, lòng con nguyện xin dâng tất cả cho Ngài mà thôi. Tiếp theo chương trình, mời cộng đoàn cùng hướng về sân khấu chào đón một thí sinh đang theo học tại trường Đại học Nghệ thuật Trung ương mang số báo danh 07, bạn Nguyễn Thị Giang đến từ giáo xứ Tiên Lục với nhạc phẩm Khắc ghi Ơn Ngài.